Rồi mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm món là gà rán nha các bạn. Đây là phần những cái cánh gà mình mua về, mình đã rửa sạch qua muối với giấm rồi nè các bạn. Đó, rồi bây giờ mình đi ngâm cái phần cánh gà với sữa tươi. Mình ngâm khoảng 30 phút xong rồi mình lấy ra, mình ướp cánh gà rồi mình đem đi hấp nha các bạn. Rồi nè các bạn, mình cũng có chuẩn bị một bịch là sữa tươi không đường. Bây giờ mình cắt ra mình ngâm cái phần cánh gà với sữa tươi nha các bạn. Mình ngâm, bên này có một bịch sữa, nó không có ngập cái phần cánh gà. Thì một lát mình chịu khó mình trở cái phần cánh gà lên nha các bạn. Đó. Rồi mình ngâm phần cánh gà ở đây khoảng từ 30 phút đến 40 phút nha các bạn, cho cái phần sữa này nó rút vô cái cánh gà. Rồi một lát mình vớt cái phần cánh gà này ra, mình đem đi ướp qua gia vị, mình để 30 phút nữa rồi mình đem mình hấp hấp cái phần cánh gà rồi mình chiên nó chín, mau chín nha các bạn. Chứ để mình không hấp là mình chiên ở trong là nó bị sống đó nha các bạn. Rồi mình để đây mình hấp, mình để đây mình ngâm sữa 30 phút các bạn. Các bạn mình ngâm sữa mình nhớ lấy cái đồ mình đậy lại, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh mình để nha các bạn. Rồi cái phần cánh gà của mình ngâm sữa nãy giờ là cũng đã được hơn 30 phút rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình gấp ra, mình cho qua cái một cái thau khác để mình cho miếng Aji ngon vô, mình ướp cái phần cánh gà nha các bạn. Cho nó có cái gia vị, cho một lát mình chiên nó ngon hơn nha các bạn. Bạn nào muốn ướp thì ướp, còn không ướp thì cũng được, không sao nha các bạn. Một lát mình ăn cánh gà này thì mình ăn với chấm với cái phần tương ớt nên nó cũng có mặn mặn rồi. Nhưng cái này một lát mình ướp chỉ ít thôi, một ít hạt nêm thôi, mình không có ướp gì nhiều hết nha các bạn. Rồi mình đã trộn đều lên rồi, mình để đây cho nó ngấm gia vị nha các bạn. Rồi một lát mình hấp, mình quay lại cho các bạn xem tiếp. Các bạn, cái phần cánh gà mình hấp hồi nãy giờ là cũng được rồi, chín rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình gấp nó ra, mình để cho nó nguội. Nguội xong mình lăn bột chiên gà rán, rồi mình bắt đầu mình chiên nha các bạn. Rồi các bạn, cái phần cánh gà mình hấp ra mình để nguội rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đi khoa bột nha các bạn. Đây là cái phần cái bịch bột gà rán nha các bạn. Đó, gà rán. Rồi bây giờ mình cho vô cái tô, cái bịch này là 150 g thì mình lấy ra 50 g mình để mình làm bột ướp nha các bạn. Mình cho 70 ml nước vô, nước lạnh vô rồi mình nhúng qua bột ướp xong rồi mình nhúng qua bột khô nha các bạn. Rồi bây giờ mình lấy ra 50 g. Mình nhắm nha các bạn, mình nhắm. Rồi còn một 100 g á. 100 g á thì mình làm bột khô nha các bạn. Cái bột này nó ngon lắm các bạn. Chiên lên nóng giòn rất là ngon luôn. Mình cho 70 ml nước vô cái phần cái tô này mình làm bột ướp nha chắc các bạn. Cái phần bột của mình đã quậy tan ra rồi, bây giờ mình cho cái cánh gà vô luôn nha các bạn. Đó, mình cho cánh gà vô rồi mình nhúng qua một lớp bột này, xong rồi mình nhúng qua một lớp bột khô nha các bạn. Mình cho cái phần bột ướt này nó thấm đều. Mình cho qua cái bột khô, mình lấy tay luôn các bạn, mình lấy tay mình hốt cái phần bột này, mình rải
đẩy lên cho nó đều. Như vậy là xong rồi nè các bạn. Rồi mình chuẩn bị cái chảo dầu, mình làm xong hết đi rồi mình chuẩn bị cái chảo dầu mình cho vô mình chiên một lần luôn nha các bạn. Để qua một bên rồi mình cứ tiếp tục làm cho đến hết nha các bạn. Rồi nè các bạn, nó mình đã tẩm bột hết rồi. Bây giờ mình đi bắt đầu lại mình chiên nha các bạn. Đó, mình cho cái chảo dầu nó cho cái phần da của mình, cái bột ngoài nó vàng rồi là được rồi nè các bạn, là nó chín rồi. Thì cái thịt này ở bên trong nó, cái cánh gà là mình hấp rồi nó chín rồi nha các bạn. Bột nó vàng như vậy là được hết rồi, rớt ra là được nha các bạn. Để lâu cho nó chín. Phần da phỏng quá. Có mấy cục hồi viên mình bỏ vô kia thôi các bạn. Rồi. Rồi, nó vàng lên đây các bạn. Giờ là được rồi, mình tắt nước mình gấp lên đây. Của mình đã chiên xong rồi nè các bạn ơi. Rồi mình cảm ơn tất cả các bạn nha. Các bạn xem video của mình thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Đó, cánh gà ăn với tương ớt nè các bạn. Đó, rất là ngon luôn, cánh gà rán. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn kế tiếp.